với sư phụ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm đó trước năm 1918, 19 gì đó là chưa có Covid, thì con có làm công quả ở trong chùa Việt Nam ở Seattle. Thì trong cái thời gian đó đó còn ông thầy Thích Nghiên Chiếu là chủ trì. Không, thì con phải em có nói trong rồi khi đó thầy Thích Nghiên Chiếu bị con cái đưa về Cali nuôi, thì thầy cô Thiên Tâm gì đó, cô Tâm Thanh làm chủ trì lại. Nhưng mà trong nhà bếp lộn xộn tùm lum hết trơn á, con là trưởng ban ca soạn. Rồi sau đó là con thấy vậy con xin nghỉ, con không nấu, chứ con nằm chim bao. Con lên trên chánh điện con không thấy ông Phật, Phật à, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là chánh điện, thấy ổng nằm ở ngoài lan can á, rồi có cây rắn nhọn che đầy hết trơn á. Rồi cái con mới giật mình thức dậy, con mới nói ủa tại sao mà chùa lại tự nhiên từ ông thầy đi rồi chùa loạn lên vậy mà ông Phật tự nhiên ra ngoài đường nằm, còn cái chùa thì như vậy. Thì con xin hỏi sư phụ cái đó tốt hay là xấu? Thôi con xin hết. Hay là Phật chuyện gì cũng đi hỏi dễ ập. Giờ một người cha chủ ở nhà là Phật, mấy đứa con gây lộn, ông già ông quải quá ông cũng có ông đi trước, ông giáo nhà lại cho tụi mày ở tự xử rồi kéo dân chơi về, tức là ma quỷ về, chỉ vậy thôi. Cái giấc mơ ở phải xấu, mấy gì cho cái niềm vậy đó, hiểu không? Nghĩa là thời nay Phật không có ngự, thì nó nghĩ có tượng là có Phật nha. Cái ma nó dựa vô tượng để nó hưởng đồ ăn, hưởng đồ cúng rồi đó. Phật không có phải là lúc nào cũng ở trong tượng mình đâu, Phật trong tâm mình á. Ở Việt Nam người ta lúc nào cũng thờ mẹ, thờ cha, thượng đế, Phật mẫu. Người nhập đồng vô, 10 người nhập vô là xưng là mẹ không? Mẹ nó là chưa bao giờ. Mẹ nó chuyện với phụ mỗi ngày mà thường xuyên, không có vụ đó, mượn danh không à. Ma quỷ thường là giỏi nhất là mượn danh. Ở cái xã hội thực tế của mình cũng vậy, những cái người làm không đúng thường mượn danh không à. Rồi có những người họ không phải là chánh, họ là tà, thì khi họ thấy cái người chánh á, nổi tiếng hơn họ, được nhiều người thương hơn, cái rồi họ sanh si lên, họ nói ngược lại. Cái mục đích họ nói ngược là để lơ lửng thôi, để làm cho những cái đứa con họ thiên hay những đứa con của Phật á, lừng chừng. Thì đó là cái thắng trận của họ rồi. Họ không có mong là thắng. Cũng giống như bằng cư sĩ hay những người chửi thiên tâm, xuyên tạc thì nó kiệt gì đó, hãy tự giả cái chữ thiệt thì không cần biết, thì cái không là tự mình biết. Thì họ chỉ làm cho những cái người mà gọi là tu mà chưa có tới chập chờn á, chưa không có vững tâm á, lạc lòng nửa thôi, thì là xa cha xa mẹ rồi, gần với quỷ rồi. Bởi vì mình không có vững lòng tin, đó cũng là một cái công thức để mà bề trên sàng lọc cho những ai thật sự là quay tâm về cha mẹ. Còn những ai còn ham trần hay là còn mê muội mình mới nghe lời ta dụ. Còn khi mình có chánh kiến là mình phải biết. Nếu mình lấy chồng á, mình mới biết nó thuộc dân gì. Về đẻ hai đứa con rồi sáng sỉnh chiều say hoài, nó không có đi làm nữa, nuôi cũng chết, ly dị cũng chẳng có đồng nào, mỗi lần nghỉ rồi bỏ nó mà phải mang mấy đứa con trong người nữa sao mà nuôi, thì phải dính cho nó là khổ nó suốt đời. Cho nên trước khi lấy nào phải coi nó siêng năng không, có nói trí không, có dũng không, có bi không, mà nó thiếu một thứ cũng không được á. Thiếu bi là còn chết nữa, nó đánh bài đó ngày. Mấy thằng có chí có dũng là đánh bài đó ngày, có nhiêu tiền không sợ. Mà còn nếu mà nó có bi mà nó có chí mà không có dũng nó làm chết nhát. Thằng đó nó tánh nó hay ích kỷ nữa, nó kiếm chuyện mình hoài cũng mệt.
Hà nó không có đầy hết ba thứ, nhưng mà có cả ba thứ đều đều chút chút thì cũng ok, nửa nửa cũng ok. Nhưng mà ba thứ mà không có cân bằng á, cũng giống như con nấu nồi canh mà chỉ có muối không mà không có đường á, nó mặn chát nữa. Hoặc là đường không ngọt ngay cũng không được. Cái chồng cũng cực á. Bởi vì sao kiếp này phụ nữ sợ á, sợ phải tái sanh đúng không? Rồi phải đầu thai nên mang nặng đẻ đau. Rồi mỗi tháng mệt quá, cho nên hôm nay nếu được cái thiền bát nhã của Phật Di Lặc, là giống này của Phật Di Lặc nha, thôi cho con đi về, con bái lại cái tội ta bà này quá khổ rồi. Cái thằng đàn ông kiểu nào cũng không bao giờ khổ nha, bảo đảm con không á. 60 tuổi nó cũng có thể đẻ con được, nó có thể cứ nghe 18 được vậy, nếu nó có tiền đúng không. Còn phụ nữ nó qua cái tuổi sinh rồi là xong, thôi cho con đi về trển đi, để cho mấy thằng này kiếp sáu thành phụ nữ. Cho nên đời này ở trên nói là tất cả phụ nữ là con độ được hết, đi về hết. Chỉ cái đàn ông nó lì, nó cứng đầu. Nó lì cứng đầu cho nó ở, cho nó ở lại. Kiếp sau nó đi là nó trả quả đó. Ừ, nó mày biết. Mày biết. Kiếp không dám gặp. Hôm nay nhưng mà lúc mình còn đang trả quả đó, mình cũng phải làm hết bổn phận trả quả. Cái nghĩa là phải làm cá lên the để cho nó rửa mắt, đúng không? Nghĩa là về nhà làm lúc bổn phận người vợ. Cái luật của thiên tâm á, là sống thế gian mình phải hạnh phúc. Mình biết người chồng mình hư mình cũng phải chiều. Nên nhớ một điều bất di bất dịch, hàng đàn ông nó có hư kiểu nào đi nữa cũng không bao giờ nó bỏ vợ. Nhớ thừa lại vô dạy. Giờ con vợ có xấu gì chung vô diện, chỉ cái thời gian thôi. Còn người phụ nữ mà khi mà bỏ chồng vậy đó là không bao giờ quay về với chồng, vì có mặt cản. Giờ biết tao về tao sẽ bị mày hành hạ ngu rồi tao về. Giờ cho tao còn thương mày tao có hận không, đúng không? Cho nên các con phụ nữ khi mang họ thiên đại dụ rồi thì cứ mở lòng từ bi. Chồng mình có sai thì nhẹ nhàng dạy nó. Giỏi lắm là mình lên núi lấy mấy cái bông rồi bưởi đồ không, xong rồi giống như là trượt vậy đó, mình xong sư phụ có mấy cái trầm hương đây nè, bắt nó vô ngồi tắm hơi sồng hương cho nó sạch sẽ mình ok. Rồi chị nó đi luôn rồi sao chứ bộ? Nó đâu mà đi luôn, chị phụ nó thiệt ít lắm. Trừ khi nó bị trúng bùa. Ở Việt Nam tất cả đa số gái Việt Nam chị phụ nói nha, rất là đông. À, chị phụ không có dám nói quơ đũa ra nắm. Đa số là xài bùa xài ngải. Bùa nó bán rẫy ngoài đường mà. Bây giờ nó bỏ lên cái lipstick nó hôn vô má con gái rồi xong. Dính. Về Mỹ có nhiều tiền, có nhà nhiều sách tình ngon vậy á, gom ra hết gửi về cho nó. Nhưng mà con tha thứ hoài, nó cũng làm hoài thôi. Mình nhờ mình vậy con mới ngồi đây. Không phải con. Đúng không? Nhờ khổ quá mới ngồi đây. Làm gì là mấy lần trăm năm trăm mười ba câu á. À, đừng có đem cua đực về xé tan xác chồng nghe không? Thô bi rồi. Lúc mà cua đực nó lột vỏ đó, mà đem cua đực khác về xé xác chồng. Không, khi mà mình mấy đứa mà không có biết tu á, bảo đảm mấy con không có làm vậy. Thôi nói trên mạng để cho những phụ nữ bên Việt Nam á, nhiều lúc họ quẫn trí á, họ chỉ hận quá trả thù á. Đừng có nên vậy. Từ từ nó nhỏ nhẹ nghe